Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Chúa Giêsu con lòng bà cùng phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, kính xin Đức Mẹ cầu nguyện cho chúng con được có đầy đủ phương tiện để thông báo những sấm lịch mới nhất của Cha Trời Giêsu cho tất cả những người chưa được biết Thiên Chúa Giêsu, được biết gấp về những phép lạ quan trọng nhất và mới nhất của Cha Trời Giêsu ban cho tất cả nhân loại, mà ưu ái đặc biệt là cho những người chưa có dịp được biết Thiên Chúa Giêsu là ai. Chúng con kính xin Đức Mẹ dâng lời cầu nguyện cùng Cha Trời Giêsu ban cho chúng con có đầy đủ tất cả những phương tiện cần thiết và đức vâng lời trọn vẹn để làm việc thông báo những sấm lệnh mới nhất của Cha Trời Giêsu cho tất cả đồng bào nhân loại. Những ai chưa có dịp được biết Chúa Giêsu thì mau mắn được biết gấp nhờ hồng ân cứu rỗi của Cha Trời Giêsu. Amen. Chúng con cầu nguyện trong ơn và danh nghĩa của Thiên Chúa Giêsu. Xin nhận lời chúng con cầu xin. Amen.